Rất nhiều người cũng kích hoạt cái tâm thiện lành, nhưng họ làm một cái lễ nó hoành tráng đến cái mức độ là trâu bò bao nhiêu con bị giết. Tức là để kích hoạt được một tí tâm thiện lành thì chúng ta lại gieo bao nhiêu nhân ác xuống. Giết 5-7 con bò, giết 5-7 con heo, oang oác ở ngoài chuồng ấy, để mấy hôm sau cúng 3 ngày 3 đêm, mời cả xóm đến ăn, thì kích được cái tâm thiện lên 3 phần thì cái tâm ác trước đó gieo 7 phần rồi. Dạ, rồi có câu hỏi tiếp theo hỏi cả thầy và anh nhà Master Phùng Phương, đó là hiện tượng là bây giờ vào tháng 7 này thì bình thường là phải đi chùa để cầu an, cầu siêu cho các cụ. Nhưng mà bây giờ thì Covid thế này không được đi chùa nữa thì có cách nào để làm được cái việc này hay không? Và cũng xin được chánh kiến luôn là cái việc cầu an với cầu siêu ở chùa như vậy thì có đúng hay không ạ? Vâng, xin trả lời bạn trước là nếu như bạn vẫn đang hỏi là cái việc cầu an và cầu siêu có đúng hay không thì đương nhiên là trong tâm bạn đã không tin rồi, đúng không nào? Nếu bạn tin thì bạn không đã không hỏi câu đó. Và nếu mà đã không tin thì cái việc mà không đi cầu an cầu siêu được thì không còn ý nghĩa nữa. Nên là bạn phải xem lại về cái lòng tin của mình trước đã. Nếu mà thực sự tin thì hãy làm, không tin thì chúng ta đừng làm những công việc mà chúng ta cảm thấy nghi ngờ. Chúng ta phải có cái năng lực quan sát đúc kết, đúng không nào? Chúng ta hãy làm những điều chúng ta thực sự tin không thực sự tin và tin bằng cái trí tuệ. Đó gọi là tin trong tỉnh thức. Đó, xin chia sẻ với bạn ngắn gọn vậy thôi. Và thầy Quân thì xin thầy khai mở giúp em là cái việc mà rộng hơn nữa là dâng sao giải hạn với cả cầu an này thì như thế nào? Ok, rồi. Bây giờ mình nhìn lại này. Cái dâng sao giải hạn hay là cầu an cầu siêu nha, hay bất cứ một cái lễ gì đó, chúng ta hiểu nó là một cái nghi lễ. Nó là một nghi lễ và chúng ta mượn ông sao để chúng ta đưa lên nghi lễ. Chúng ta mượn thần mặt trời để đưa lên nghi lễ, được không? Chúng ta mượn cánh rừng này để đưa lên nghi lễ, được không? Chúng ta mượn cái bàn thờ tổ tiên này để đưa lên nghi lễ, được không? Được. Như vậy tất cả những cái nghi lễ này nó sẽ là một biểu hiện để từ đó tâm gì chúng ta khởi sinh. Tất cả cái nghi lễ nó chỉ là một cái biểu hiện để chúng ta thực hành một cái tâm gì trong chúng ta khởi sinh lên. Đây là mình đang nói về nhân trước nha. Mình nói về chính mình trước, mình chưa nói đến những cái người trong các cõi giới khác họ tồn tại, họ được hưởng cái gì. Tại vì cái người ở cõi giới khác họ được hưởng cái gì mình không chứng minh được thì sinh ra cãi nhau. Chứ chắc chắn là nó có, vì có loài người thì nó phải có loài khác. Có số dương 1 nó thì trong toán học có số âm 1. Vậy là chúng ta đang sống nơi này thì chúng ta chết đi nó cũng sẽ có những cõi giới khác. Chẳng qua chúng ta không thấy nó rồi chúng ta cãi nhau thôi. Thì bây giờ mình chưa nói đến cái vấn đề để sinh cãi nhau. Bây giờ mình nói đến cái vấn đề dành cho người dương trước này, người đang sống này. Các bạn làm một nghi lễ gì đó, tôi không cần biết. Có thể là cầu an, có thể là cầu siêu, có thể là đến bàn thờ ông bà tổ tiên thắp cái nến nhang, cũng là một nghi lễ vậy. Thì tâm gì các bạn được kích hoạt, hạt giống gì trong tâm được trưởng thành, được nảy nở, hạt giống này thiện hay bất thiện, hạt giống này có sự hiểu biết không, có trí tuệ không, có đạo đức, có từ bi không, có vị tha không, hay nó đầy vị kỷ, hay nó đầy lòng tham và đầy si mê, không hiểu gì hết, cứ làm cắm đầu cắm cổ theo dư luận thôi. Đó. Thì nếu mình làm với cái sự tôn kính các bậc tiền bối, mình mượn ngôi sao để mình tôn kính các bậc tiền bối, mình mượn cái bàn thờ tổ tiên để mình tôn kính tổ tiên, thì tổ tiên được lợi hay không mình chưa biết, nhưng mình là người được hưởng lợi. Mình gieo được một cái hạt mầm, mình tưới được một cái cây của sự tôn kính, của sự khiêm tốn mọc lên trong tâm của mình. Mà khi chúng ta tôn kính, chúng ta khiêm tốn thì cuộc sống của chúng ta tự nhiên nó êm, nó ít gây hấn với mọi người, ít tranh hơn thua với mọi người, nó ít đấu đá hơn. Các bạn cứ tưởng tượng một cái xã hội mà con người bớt đấu đá đi, có phải nó lành mạnh biết bao nhiêu không? Các ông tổng thống bớt đấu đá có phải là quốc gia khỏi đánh nhau không? Nên đây là cái
cái tục lệ tôi đánh giá rất hay nhá. Nhìn nhác qua rất mê tín, nhưng nhìn sâu vào rất hay. Nên đừng chê nó vội. Đừng nên chê những cái tục lệ của cổ nhân để lại, chưa nên chê được. Các bạn hãy sinh ra những thứ khác tốt đẹp hơn hẳn thì các bạn mới nên thay nó. Còn chưa sinh ra mà đã vội chê thì coi chừng các bạn là người đánh giá phiếm diện. Cái mặt tiêu cực của nó là rất nhiều người vào cái lễ đó nhưng thiếu cái sự hiểu biết sâu sắc. Nên cái niềm tin của họ nó hơi mê tín một tí. Nó hơi thuần tin. Nhưng bù lại cái tâm thiện của họ được kích hoạt rất mạnh. Họ đang là một người xấu ác mà họ được kích hoạt tâm thiện thì các bạn mừng quá còn gì nữa. Mặc dù cái tâm thiện đó nó hơi thiếu trí tuệ một tí không sao cả. Còn nếu các bạn làm một cái lễ gì đó mà ẩn đằng sau cái lễ đó nó còn có những bài pháp thoại giảng rất sâu để họ nhận ra và từ đó họ vỡ ra về tâm thức, tức là nâng tầm trí tuệ thì quá tuyệt. Thì lúc đó phải có các bậc thầy giảng rất hay về giảng có chiều sâu thì mới giúp về trí tuệ được. Còn thường nghi lễ đó nó kích hoạt cột đạo đức thôi. Nha, cột khiêm tốn, cột khiêm hạ, cột cho đi, cột biết kính trên nhường dưới là tốt lắm rồi. Mình đừng kỳ vọng nó phải 10 trên 10, nó được 7 trên 10 đó là ngon lắm rồi. Tất nhiên, vì cái điều đó là nó kích hoạt những cái tâm thiện lành thì chúng ta đừng lãng phí đồ đạc. Rất nhiều người cũng kích hoạt cái tâm thiện lành nhưng họ làm một cái lễ nó hoành tráng đến cái mức độ là trâu bò bao nhiêu con bị giết. Tức là để kích hoạt được một tí tâm thiện lành thì chúng ta lại gieo bao nhiêu nhân ác xuống. Giết 5-7 con bò, giết 5-7 con heo. Oanh oách oanh oách ở ngoài chuồng ấy, để mấy hôm sau cúng 3 ngày 3 đêm, mời cả xóm đến ăn. Thì kích được cái tâm thiện lên 3 phần thì cái tâm ác trước đó gieo 7 phần rồi. Nên rõ ràng làm việc gì thì cuối cùng vẫn phải có một tí trí tuệ để mà suy xét. Nhưng ngược lại các bạn làm một cái lễ rất đơn sơ, đơn giản và biết đủ. Thậm chí thuần đồ chay, không cần nấu nướng gì cầu kỳ. Mua trái cây về, một ít bông về, trái cây về, một ít kẹo bánh về. Xong, đặt cái loa pháp thoại lên trên bàn thờ, bật lên cho bàn thờ nghe. Và mình ngồi ở bên dưới mình lễ Phật, mình cũng nghe cái loa pháp thoại đó. Tức là mình tập nghe để chuyển hóa trí tuệ đấy. Còn khi mình ngồi dưới cái bàn thờ đó, mình thành tâm mình lễ Phật, là mình khởi sinh cái cột đạo đức đấy. Hoặc là mình lễ, kính lễ những cái bậc tiền bối là khởi sinh cột đạo đức đấy. Thì như vậy, mặc dù cái lễ đó đôi khi chỉ mất có 300 nghìn thôi, tiền trái cây thôi, mới cầm thêm mấy trăm nghìn tiền loa pháp thoại thôi. Mà loa pháp thoại các bạn xài 3 năm mới hết cơ mà. Thì các bạn chưa đến 1 triệu bạc, thì các bạn làm thành một cái lễ rất tuyệt vời. Nó vừa đơn giản, nó vừa biết đủ, mà nó vẫn kích hoạt được đạo đức. Và đồng thời loa pháp thoại nó bật được đúng vài bài pháp thoại mà đúng chạm vào tâm của mấy người nghe, nó chuyển hóa tâm thức, trí tuệ nó khởi sinh, thì vô cùng tuyệt vời nha. Nên do cách chúng ta làm, cách chúng ta chọn thôi. Thông thường là vì chúng ta không hiểu nên chúng ta chọn những phương án quá cầu kỳ, quá cầu kỳ. Có những cái lễ mà tôi thấy các bạn bỏ ra 200 triệu để làm một cái lễ thì tôi thấy phí quá. Khởi lên được một tí đạo đức mà mất đến 200 triệu lận. Rồi ẩn đằng sau cái 200 triệu đó, rồi biết đâu mình lại bao nhiêu cái bực bội khó chịu để mình đi kiếm tiền nữa. Thì cuối cùng là đổi lấy một ít thiện khởi lên trong tâm, thì đằng trước đó 1-2 tháng phải cày bao nhiêu cái ác nó gieo ra, bao nhiêu cái tâm nó bực bội khó chịu nó tỏa ra xung quanh, thì coi chừng chúng ta bị lỗ. Nên nói chung làm gì thì làm nên có trí tuệ, và Đức Phật dạy rất kỹ rồi. Vui thay sống biết đủ. Một cái lễ lạy của chúng ta, một cái lễ cúng sao giải hạn của chúng ta cũng là đời sống của chúng ta thôi. Nó là một hiện tượng trong đời sống. Vui thay sống biết đủ. Vui thay già có đức. Sống hãy biết đủ thôi. Nên cái lễ đó mình cũng làm đơn giản và biết đủ thôi. Miễn là kích hoạt được trí tuệ và đạo đức là number one. Các bạn hình dung chưa? Rồi. Nếu bạn biết những con người, mô hình, dự án tử tế, hãy kết nối với chúng tôi để chắp cánh cho điều tử tế bay xa bạn nhé. Bạn có thể xem video ở phía bên tay trái, nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của Genetalk.